Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, từng ngày từng lúc thì chúng ta không chỉ là truyền giáo ở trong nước, nhưng mà Chúa cho chúng ta bắt đầu truyền giáo hải ngoại. Và tôi thấy một điều rằng nếu chúng ta đầu tư cho cái việc truyền giáo hải ngoại thì chắc chắn một điều rằng hội thánh sẽ được Chúa ban phước lớn hơn. Amen. Dạ. Yeah. Cảm tạ Chúa. Xin là thánh đồng đứng lên, tôi sẽ được phép cầu nguyện cho cô Liên, cô chú và cô chú Tâm và cô Liên. Lạy Cha, chúng con cảm ơn Ngài vì vâng theo mạng lệnh của Chúa để rồi chúng con tại Việt Nam cũng như gửi các tôi tớ Chúa đi ra hải ngoại để phục vụ Chúa. Chúa ơi, trong chuyến đi sắp tới đây, cô Liên và chú Tâm sẽ đi Đài Loan, không chỉ là đi thăm cháu ngoại, để mong tin rằng cô chú sẽ tận dụng tất cả những cơ hội mình có thể rao giảng phúc âm của Chúa cho người ở Đài Loan hay là người Việt ở Đài Loan nữa. Con cảm ơn Ngài. Chúa đồng công với cô, ban ơn cho cô, xích dầu cho cô. Và cô đi đến đâu, cô chú đi đến đâu sẽ được sự đồng công của Chúa ở đến đó, và thiên sứ của Chúa bảo vệ cô chú. Con cảm ơn Ngài. Và những gì ở nhà của cô chú ở tại đây cũng được sự bảo vệ nữa. Và xin Chúa cũng ban phước trên những anh chị em và con cái của cô để càng ngày chiếm được cửa thành của quân nghịch theo như lời hứa của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Giờ này chúng con cùng nhau học lời của Chúa. Xin Chúa ban ơn sức giàu cho con cũng như là Gia Hy để trong việc chuyển tải thêm ngôn ngữ để cho nhiều người được tiếp cận với lẽ thật của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng sự vinh hiển thuộc về Cha và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Dạ, xin mời thánh đồng ngồi. Tôi dự định sẽ tiếp tục để giảng về Chúa về tái lâm. Yeah, I'm planning on preaching about the revelation. Nhưng mà Chúa Thánh Linh lại thúc giục tôi để giảng về những lẽ thật trong giao ước mới. But the Spirit guide me to teach in the new in a truth in a new covenant. Bởi vì việc trong việc tái lâm thì chắc chắn Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Because the revelation is absolute that Jesus will come back. Có dịp tôi sẽ tiếp tục chia sẻ phần Chúa tái lâm trong những cái phần kế tiếp. Maybe I will teach it about it later. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ học về những cái phước hạnh trong giao ước mới. But today I will teach you about the blessing in the new covenant. Bởi vì nếu chúng ta không biết mình được gì ở trong giao ước mới thì chúng ta sống một đời sống rất là khô hạn. Because we live a dry life without knowing what we have in the new covenant. Đa phần chúng ta cầm Kinh Thánh và chúng ta đọc. We just hold the Bible for nothing. Chúng ta ngỡ rằng là Kinh Thánh dạy cái gì tôi làm cái đó. And we said, I do what the Bible teach me. Hoàn toàn đúng, bởi vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. That is true. Được mặc khải qua các tiên tri để viết xuống. It is the word of God through the prophecy for us. Mỗi một lời dạy của Kinh Thánh đều có giá trị cho chúng ta. Each of the words is valuable. Nhưng không phải hầu hết tất cả những gì Kinh Thánh dạy chúng ta đều áp dụng theo tục thể. But we did not take it on our life with everything. Bởi vì có những điều Chúa dạy cho dân Israel trong thuộc linh hoặc là dành cho dân Israel nhưng lại không dành cho những người trong giao ước mới. Because something that God teach Israel in spirit maybe not apply in our life today. Cho nên nhiều người khi chúng ta đọc cựu ước, chúng ta áp dụng cựu ước vào cho đời sống của mình. And that's why because some of us apply the Old Testament. Và chúng ta nói rằng theo Chúa sao khó quá. And we say that it's hard to do like that. Chúng ta trở nên cực đoan. And we become negative. Chúng ta thấy rằng là kẻ thù của mình có cái gì thì mình ghét kẻ thù chứ không có yêu thương kẻ thù. And we become hateful to our enemies. Và trong Kinh Thánh có tất cả là 8 giao ước. And there was 8 covenants in the Bible. Từ khi Chúa tạo dựng nên vũ trụ này cho đến kết thúc là có 8 giao ước. From the beginning to the end of the book of Revelation. Giao ước Eden. Giao ước Eden. Yeah, the Eden covenant. Giao ước Adam. Adam covenant. Giao ước Noe. Noah. Giao ước Abraham. Abraham. Giao ước của Môi-se. Moses. Giao ước David. David. Giao ước Palestine. Palestine. Giao ước mới. And the new covenant. Trong suốt cả 8 giao ước đó. All through 8 covenants. Mỗi giao ước đều có cái ích lợi và cái điều khoản của giao ước. Each of them have a different condition and blessing. Và dành cho những thời kỳ khác nhau. And it's applied into different period of time. Tôi và chị em thuộc về giao ước nào? Which one that we belong? Chúng ta xem lời Chúa ở trong sách Giăng đoạn 1 câu số 17. Please open the book of John chapter 1 verse 17. Giăng đoạn 1 câu 17. John chapter 1. Chúng ta có thể nhìn lên máy và cùng đọc chung với nhau. John chapter 1 verse 17. Xin bắt đầu. Vì luật pháp ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Chúa Jesus Christ mà đến. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta thuộc về Môi-se hay là chúng ta thuộc về Chúa Giêsu ạ? So we see that we belong to Jesus or Moses. Về ai ạ? Who? Về Chúa Giêsu. Sứ đồ Phaolô đã nói ở trong sách Roma chương 6 câu 14.
The book of Romans chapter 6 verse 14. Vì tội lỗi không cai trị cho anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Sin is no longer your master, for you no longer subject to the law which enslaved you to sin. Instead, you are free by God's grace. Như vậy, ân điển là giao ước mới. So the grace is the new covenant you have. Còn luật pháp là giao ước cũ. And the law is the old one. Cho nên sứ đồ Phaolô cũng nói rằng ông không thể nào có một cái lối sống đắc thắng được. So Paul said I cannot have a winning life. Trong Roma chương 7, Romans chapter 7, câu 24, verse 24. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? What a miserable person I am. Who will free me from this life that is dominated by sin? Đa phần tôi và chị em đều bị cái quy luật này nó ngăn trở. All of us was held back by these rules. Chúng ta muốn làm điều thiện. We want to do good. Nhưng mà cái điều ác nó lại đeo theo. But the evil is came. Chúng ta muốn nói lời lành thì cái điều lời dữ lại ra khỏi miệng. We speak the good, but instead we speak the reverse. Điều đó có phải là chúng ta muốn nó không? We did not want that. Hoàn toàn chúng ta không muốn. Not at all. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là gì? Có một cái luật ở trong tôi. So Paul said there's a rules in me. Nó tranh chiến với tôi. It fights against me. Nó nghịch lại với luật của trong tâm trí. It's against my mind. Bắt tôi làm phu tù cho luật của tội lỗi. Forcing me to be under the sin. Và đó là nan đề của Phaolô. And that's the problem of Paul. Thế thì Phaolô gặp một nan đề như thế. So that's his problem. Ngày nay tôi và chị em có gặp nan đề giống Phaolô không? Do we have something like that? Chúng ta cứ mãi tranh chiến trong cuộc sống. We keep fighting it for nothing. Và những cái điều này nó cứ đeo theo tôi. And this thing is just go with us. Và Phaolô đến nỗi la lên rằng ai có thể cứu tôi được? And Paul said, who will save me? Dường như cái lời la lên này nó là một cái sự kêu tuyệt vọng, tiếng kêu tuyệt vọng. It's a cry of hopeless. Nhưng thưa không bà chị em. But no. Trong lúc bế tắc của Phaolô. In the darkest time. Thì ông mới nói như thế này. He said. Câu 25, cảm tạ Đức Chúa Trời. Verse 25, thank God. Nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Thank for Jesus Christ. Cảm tạ Đức Chúa Trời. Thank you Lord. Nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. And thank for Jesus. Ông bà chị em hãy nói cùng tôi ạ. Say with me. Cảm tạ Đức Chúa Trời. Thank God. Nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Thank for Jesus Christ. Như vậy trong lúc bế tắc đó. So in the darkest time of our life. Thì một cánh cửa được mở ra. A door will be open. Khi mà mọi người đều đang bế tắc. When everyone is struggling. Có người đang ở trong tội lỗi. People in sin. Thì một cánh cửa mở ra. The door will open. Như vậy trở lại ở trong Giăng đoạn 1 câu 17. Back in John chapter 1:17. Kinh Thánh nói rằng ơn và lẽ thật bởi Chúa Jesus Christ mà đến. Bible says grace will be come upon you by Jesus. Như vậy chúng ta không thuộc về giao ước cũ. Which means we not belong to the old covenant. Nhưng chúng ta thuộc về giao ước mới. But we belong to the new one. Và người lãnh đạo giao ước mới đó chính là Chúa Giêsu. And the leader of the new one is Jesus. Chúng ta bắt đầu tìm xem ở trong giao ước mới có điều gì vậy. So let's look into what we have in the new one. Phần lớn chúng ta chỉ biết được một phần nhỏ trong giao ước mới. We only know a part of it. Đó là chúng ta được cứu mà thôi. That would we been saved. Đúng không mà chị em? Nhưng trong giao ước mới không chỉ là được cứu. But not only that. Vì có quá nhiều điều phước hạnh ở trong giao ước mới. Because there's unlimited blessing for us in that. Nếu giả sử chúng ta có một cái lời di chúc của cha mình để lại cho mình. For example, we have the last word of our father. Và trong lời di chúc đó rất là nhiều cái phước hạnh. And there's a great amount of blessing in that. Cha nói ta cho con một cái chìa khóa để vào trong cái căn nhà đó. The father said, I give you a key to the house. Ta cho con căn nhà này. I give you that house. Người này mừng quá và nhận căn nhà. And the son is happy. Và ở trong căn nhà đó, vui ở trong căn nhà đó. He live happily in that house. Và không chịu đọc thêm cái giao ước nữa. And he just live the last word. Người này chỉ nghĩ rằng là chỉ có căn nhà là đủ rồi. And he thought, I only have the house. Họ ở trong căn nhà đó. He's living that. Nhưng mà đói quá, không có gì ăn. And he's not hungry. Họ chịu nhịn đói ở trong căn nhà, nhịn khát ở trong căn nhà. He hungry and thirsty in that house. Không chịu đọc tiếp cái giao ước đó. He did not read the second. Cho đến khi người này đói lả người. So when he không còn sức để đi nữa. He starved. Cuối cùng lấy cái giao ước ra đọc tiếp. And he started to read the last part. Có người trong căn nhà không chỉ có là căn nhà. And it was that not only the house. Nhưng trong đó có nhiều căn phòng. But there was rooms. Có căn phòng của phước hạnh. The room of blessing. Có căn phòng của sự khỏe mạnh. Healthy. Có căn phòng của sự chữa lành. Healing. Có căn phòng của sự tiếp trợ. Provider. Có căn phòng của vàng bạc. Goals and cash. Có căn phòng của vật chất. Everything. Và tất cả đều là của con. And all of it is yours. Bây giờ người con vậy sao? And he's like, wow. Nhưng bây giờ đi không nổi nữa. But I barely walk right now. Đây là cái tình trạng của dân sự của Đức Chúa Trời. This is the condition of us today. Trước đây tôi đã từng nói rằng là theo Chúa khó quá. I once said it's hard to walk with God. Sao người ta thì ăn nhậu đủ thứ hết trơn, còn mình theo Chúa mình không được ăn nhậu. They party, they drinking everything and I cannot do that.
Người ta không theo Chúa, người ta ăn đồ cúng này kia đủ thứ, cho nên làm tứ đầu tường người ta làm được hết, còn mình thì phải giữ. They can do everything they want, but we have to keep ourselves. Nhưng mà thực tế không phải như vậy anh chị em. But in reality, that is not Đức Trời right. ban chúng ta cái quý quyền để cai trị. God gave us the authority. Chúa cho chúng ta những điều khám phá những điều cao hơn những cái gì mà chúng ta đang trước đây chúng ta đã từng có. God always gives us the greatest thing that we have right now. Cái con gà tối ngày nó có thể bơi và nó mổ, nó tìm được thức ăn mà nó rất là sung sướng. Yeah, the chicken always find a food for himself and he happy with that. Và mỗi sáng nó có thể vỗ cánh và nó gáy rất là thoải mái. He's flapping the wings for the food that he have every day. Nó nghĩ một điều là cuộc đời này còn gì sung sướng bằng. And the chicken thought, ngày nào cũng bơi và kiếm thức ăn. This is the best life. Rồi sau đó sáng gáy lên một cái là được rồi. Nhưng mà có con chim đại bàng thì hoàn toàn khác. But look into the eagle. Đại bàng nó bay lên cao và nó nhìn thấy cái không gian mênh mông. The eagle fly high in the sky and see everything. Chúa nói ai trong đời Chúa thì sẽ có sức lực như đại bàng vậy. God said who look at me will have, can fly like eagle. Mà chúng ta sẽ quan sát nhìn thấy những cái điều kỳ diệu ở trong giàu ước mơ. And we can see the wonder. Ông bà chị em có sẵn sàng bước vào trong sự khám phá này không? So are you ready for this? Chúng ta sẽ khám phá những điều trong giàu ước mơ. We will discover the new thing. Tôi mong rằng tất cả chúng ta hãy theo dõi những cái loạt bài này. And I hope you listen to this. Để chúng ta có được. So that we can have. Chúng ta nắm bắt được. We can hold it. Hưởng được thật sự những điều Chúa dành cho tôi và chị em. And enjoy everything that God gave us. Một cách miễn phí trong giàu ước mơ. Absolutely free. Chỉ một giá chuộc mà có tất cả. One price for everything. Không chỉ là được cứu mà thôi, nhưng được tất cả trong giàu ước mơ. Not only been saved but for everything. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng mình phải đi xe cũ. And back in the day I thought that. Mình phải ăn uống khổ cực. I can only use the old stuff. Không dám là mua cái gì mà mới, chỉ mua đồ cũ thôi. Just using the old, the second hand. Và tôi nghĩ rằng đó là cái điều tiết kiệm. And I thought that is saving. Tôi cũng giống như đứa con trai cả ở trong gia đình vậy. Just like the firstborn. Nhiều khi muốn xin một con dê con ăn mà không dám. One small thing but don't have to. Nhưng một ngày cha nói như thế này. But father said. Tất cả của cha là của con. Everything is my, everything mine is your. Đầu năm nay. This new year. Tôi và tôi đi tìm một chiếc xe 7 chỗ. Me and my wife looking for a 7-seater. Chúng tôi đi tìm và tìm chiếc xe 7 chỗ đời cũ. And we looking for the old model. Năm 2000 đến 2002. 2000 to 2002. Cách đây 22 năm rồi. Like two. Và tôi nghĩ là số tiền của chúng tôi là đủ mua được cái xe đó. And we thought our money will be enough for it. Chúng tôi đi thử chỗ này, thử chỗ kia, thử chỗ nọ. We're looking for everywhere. Nhưng mà thử xong thì đủ tiền để mua đó. But when we look for it, we see that our budget is not enough. Nhìn chiếc xe bên ngoài rất là đẹp, bóng bẩy. The car outside is very great. Nhưng leo lên chiếc xe chạy thì giống như là chạy máy cày. But when we step into it, it's nothing. Suy nghĩ rất là đắn đo và cuối cùng tôi trở về và cầu nguyện với Chúa. I cannot thought anything and I start to pray when I go. Và tôi nói Chúa ơi, xin Ngài cho con một cái dấu hiệu để con có thể biết rằng đó là chương trình của Ngài dành cho chúng con. So, I ask God, give me a sign so that I can know is this your plan for me. Và cuối cùng Chúa đã tiếp trợ và chúng tôi đã mua được một xe mới. And God gave us a sign and we. Mà đi xe mới thì xuống hơn xe cũ. A new one. Xài điện thoại mới thì xuống hơn điện thoại cũ. We buying a new car. Amen. Amen. Yeah. Nhưng mà xài giờ cũ thì vẫn sướng hơn. Thôi giờ ta. Chúng ta mở lời Chúa ở trong sách Roma đoạn 8 câu 1 cho đến câu 4. So please open the book of Romans chapter 8 verse 1 to 4. Xin chúng ta cùng nhau đọc Roma đoạn 1, đoạn 8 câu 1 đến câu 4. Romans chapter 8 1 to 4. Please read again. Bắt đầu. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Jesus Christ. Vì luật của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đón phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên của phước hạnh trong giao ước mới. So let us start with the first beginning. I'm sorry, first blessing. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào. So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Như ở trong Roma đoạn 7 câu 25 Paul nói rằng cảm tạ Đức Chúa Trời nhờ Chúa Jesus Christ. Just back in Romans chapter 7:25, thank God the answer is Jesus Christ our Lord. Như vậy, Chúa Giêsu là đại diện cho ân điển. So Jesus, he represents grace. Đó chính là giao ước mà tôi và chị em đang có. That is the new covenant we have right now. Như vậy điều đầu tiên chúng ta có ở trong giao ước mới là gì? So what's the first thing? Nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt. There is no condemnation.
Phaolô nói gì? Ngay bây giờ không còn có sự đón phạt. Paul said there is no condemnation for us right now. Dành cho những ai ạ? Ở trong Chúa Giêsu Christ. For those who belong to Jesus Christ. Nhưng câu hỏi đặt ra là như thế nào là ở trong Chúa Giêsu? But the question is what is belong to Jesus Christ. Nhiều người nói rằng là tin Chúa chưa hẳn là ở trong Chúa Giêsu. Some of you said believing Jesus is not enough. Người ta cho rằng tin Chúa là chưa được, chưa đủ. Believe in Jesus and accept him. Thì cần phải làm theo luật pháp của Môi-se thì mới được gọi là ở trong Chúa Giêsu. You have to follow the law of Moses to be in Jesus. Người ta nói là cái tiêu chuẩn để có thể bước vào trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta phải làm rất tốt theo luật pháp. The standard to be in Jesus Christ is according to the law. Nhưng điều đó có phải là đúng theo lời của Chúa không? But that is not true as the Bible says. Thưa bà chị em, tiêu chuẩn mà con bà chị em bước vào sự thờ phượng để gặp gỡ Chúa là gì? So what the standard we need? Là mình làm điều tốt. Do the good thing. Hay là nhờ huyết của Chúa Giêsu ạ? Or thanks to the blood of Jesus Christ. Nếu là nhờ huyết của Chúa Giêsu thì toàn bà chị em đều bằng nhau. If thanks to the blood, we are equal. Sáng nay khi chúng ta bước vào sự thờ phượng Đức Trời, chúng ta có cảm nhận cái sự định tội không? So do you feel the condemnation when you walk into worship? Nếu chúng ta bước vào sự thờ phượng Chúa mà chúng ta vẫn còn cái cảm nhận của sự định tội, if you feeling guilty in the worship, thì chúng ta sẽ biết một điều rằng đó chính là cái sự lừa dối. That is the lie the devil put into our mind. Bởi vì những người ở trong Chúa Giêsu, Kinh Thánh ghi là gì? Không còn sự đón phạt nào. Because the Bible said, who belong to Jesus Christ, there was no condemnation. Từ ngữ đón phạt hay là định tội. The word condemnation. Trong nguyên nghĩa nó có nghĩa là không bị chống lại. So the full meaning is no one. Không bị lên án. No judgment. Hay là không bị định tội nào cả. No sins. Chúng ta thấy khi một người đứng trước tòa thì người đó sẽ bị công tố viên chống lại người đó. For example, if you stand to the court, in a court, you will be. Những công tố viên tìm tất cả những cái lý do để chống lại cái người đang đứng trước mặt quan tòa. The attorney will find every evidence. Và một bên là luật sư để bào chữa cho cái người bị tội. And you will have your lawyer. Và phía trên là quan tòa. And the judge. Hội đồng của thẩm phán. Và tất cả những cái điều đó đang chống lại cái người. So like the whole course is duy nhất chỉ có luật sư là bào chữa. Only the lawyer is with you. Như vậy thì theo bà chị em thì nếu luật sư bào chữa này mà đứng về phía công tố viên và văn tòa luôn thì cái người bị tội này có hy vọng gì không? So what if the lawyer is also against you? The defendant is hopeless. Như vậy trong cái quan tòa thuộc linh này, Đức Chúa Trời là quan án công bình. Tôi và chị em là tội nhân, ma quỷ là kẻ kiện cáo. So in this spirit judgment, Jesus Christ is the judge. Nếu như không có sự hiện diện của Chúa Giêsu thì toàn bà chị em là gì? Chết chắc. We are the defendant and without Jesus we are absolutely sin. Nếu không có sự bào chữa của Chúa Giêsu thì chúng ta chết chắc. Without the lawyer is Jesus we are nothing. Nếu chúng ta không tin rằng Chúa Giêsu là đấng bảo lãnh cho chúng ta thì chúng ta chết chắc. If we did not believe that Jesus Christ is our lawyer we Nếu chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu đến ngày cũng định tội chúng ta luôn thì chúng ta chết chắc. If we think that God also take the judgment on us, nếu chúng ta không tin rằng giá trị của Jesus có đủ thẩm quyền để chuộc tôi và chị em ra khỏi tội lỗi và thỏa mãn cái cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng chết chắc. If we did not believe in His blood, we still lose. Phần lớn những người tin nhận Chúa đã tin nhận Chúa rồi nhưng mà cứ nghĩ rằng mình vẫn là một tội nhân bị đón phạt. Most Christians believe that when they are accepting Christ, but they are still sin. Trong khi Kinh Thánh không nói như thế. But Bible doesn't say like that. Kinh Thánh nói cho nên hiện nay không còn có sự đón phạt. Bible says so now there is no condemnation for you. Hiện nay là ngay bây giờ bất cứ một người nào tin Chúa thì lập tức không còn bị đón phạt. Which means when you believe in Jesus Christ, there will nếu ai nói với bà chị em rằng người đó tin Chúa nhưng mà còn bị đón phạt thì đó là một lẽ giả, đó không phải lẽ thật. If there's still condemnation in your mind, that is the lie you have. Nhưng mà nếu tôi tin Chúa mà tôi còn bị đón phạt, vậy thì tôi tin Chúa tôi làm gì nữa chứ? So if I believe in Jesus Christ but I still be in judgment. Bởi vì mạng của Chúa Giêsu đã trả giá cho cái mạng của tôi thì không có điều gì có thể so sánh với cái mạng của Chúa Giêsu. His life already paid the price for me. Như vậy Phaolô la lên như thế này, khốn cho tôi, ai có thể cứu tôi? So Paul screamed and said, who will save me? Nhưng mà cũng chính ông nói lên rằng but he also said, có Chúa Giêsu, ngợi khen Đức Trời, có Chúa Giêsu. Thank to God and thank for Jesus Christ. Như vậy ngay bây giờ tôi và chị em có thể tuyên bố rằng trong danh của Chúa Giêsu, tôi là người không còn bị định tội. So we can declare that there is no condemnation for us. Đừng bao giờ tin rằng tôi vẫn còn bị định tội nếu tôi đã tin Chúa Giêsu rồi. Don't believe in the condemnation you have in your mind. Và tôi nói với chị em rằng nếu ai mang cái tư tưởng cứ để cho sự định tội ở trong tâm trí của mình thì người đó chưa thật sự được tự do thật. So if you still have that in your mind, you is not saved right now. Bây giờ chúng ta tiếp tục lời của Chúa này. We continue. Cái sự định tội đó là đến từ đâu? So where is the condemnation came from? Chúng ta xem
ở trong Văn Nhất đoạn 3 câu 19 cho đến câu 21. First John chapter 3 verse 19. Văn Nhất đoạn 3 câu 19 đến 21. First John chapter 3 verse 19 to 21. Tôi xin đọc lời Chúa ở đây. Bởi đó chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật và vững tâm trước mặt Ngài. Vì nếu lòng mình cáo trách mình thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa và biết cả mọi sự. Hỡi kẻ đó kêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách thì chúng ta có lòng rất giản dĩ đặng đến gần Đức Chúa Trời. Những ngày chú máy xin vui lòng tập trung chú máy giùm ạ. Chúng ta thấy ở trong câu 20. Verse 20. Nếu lòng mình cáo trách mình. Even if our heart condemn us. Đa phần chúng ta nói như thế này. Some of us say like this. Đây là một điều vẫn còn đang tranh cãi. This is still being an argument. Nói rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời lớn cáo trách chúng ta. So he said that the Holy Spirit is the one. Bao nhiêu người tin như thế ạ? Who believe like that? Thánh Linh là Đức Thánh Linh của Đức Trời lớn cáo trách chúng ta. Bao nhiêu người tin như thế? Spirit is the one who condemn us. Bao nhiêu người tin? Thánh Linh là đấng cáo trách chúng ta. Spirit of God condemn us. Dạ, tôi ngày xưa tôi cũng tin luôn. I once believed like that. Nhưng bây giờ bà chị em xem, chúng ta không suy luận từ suy nghĩ của mình, nhưng hãy dùng Kinh Thánh. But don't use your mind, but use the Bible. Khi Chúa Giêsu ngài giới thiệu về Thánh Linh. When Jesus talk about the Holy Spirit. Ở trong Tin Lành Giăng. In the book of John. Chúng ta xem Giăng đoạn 16. Book of John chapter 16. Câu số 7 mà câu số chính câu số 9 như sao? Verse 7 to 9. Do vậy ta nói cùng thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi thì ta sẽ sai ngài đến. Khi ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta. Như vậy câu số 8 nói gì? Khi ngài đến thì ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi. Verse 8. When he came he will convince. Câu này trong nguyên nghĩa là ngài đến ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi. He convinced the world of his sins. Đây là công việc của Thánh Linh. This is the word of the Holy Spirit. Chính Chúa Giêsu ngài giới thiệu về Thánh Linh như thế. And Jesus said this. Like khi ngài đến ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi. The Spirit will convince the world of his sin. Như vậy dường như là điều gì tội lỗi là Thánh Linh cáo trách đúng không ạ? So just like the Holy Spirit reminds. Khi là phạm tội thì Thánh Linh sẽ đến để cáo trách phải không? So everyone will make sin, the Holy Spirit. Và đây là cách mà tôi đã tin từ lâu. And I once believed like that. Nhưng bây giờ bà chị em hãy xem xét Kinh Thánh. But look into the Bible. Kinh Thánh nói rằng tội là do cái gì ạ? Bible said sin. Chúa Giêsu định nghĩa về tội là gì? What is sin? Ở trong câu số 9. In verse 9. Về tội lỗi vì họ không tin ta. Because they did not believe me. Đây là tội. This is a sin. Tội là vì không tin Chúa. Sin is unbelief in Jesus. Nhưng mà Kinh Thánh nói thế, Thánh Linh đến để cáo trách ai? Cáo trách thế gian hay là cáo trách người tin Chúa? But by verse 8 said, ông bà chị em có tìm ở trong Kinh Thánh Tân Ước rằng Chúa Thánh Linh cáo trách người tin Chúa nào không ạ? Bible doesn't say he convinced us. Ủa vậy ta không có mà tại sao chúng ta tin? But he convinced the world. Người ta dẫn chứng ở trong Công Vụ đoạn 5. In the book of Acts chapter 5. Rõ ràng là Phaolô, xin lỗi, Phêrô đã định tội Ananias và Sapphira. Peter he did take a judgment on this a couple of husband and wife. Phêrô đã chỉ cho Ananias và Sapphira rằng là chính các ngươi nói dối Thánh Linh. He pointed out that you are the liar to the Holy Spirit. Như vậy người ta nói là đó thấy chưa? Thánh Linh cáo trách Ananias và Sapphira. And they said that the Holy Spirit convinced them. Nếu chúng ta đọc tất cả mặt băng đó Thánh Linh không hề cáo trách. But we read carefully that's not the Holy Spirit. Dạ, lắng nghe tôi. Listen this. Như vậy cái việc mà Thánh Linh cáo trách về tội lỗi đó là cáo trách tội gì? So the word that Holy Spirit convinced the world đó là không tin Chúa Giêsu. Because we did not believe in Jesus. Cho nên khi chúng ta rao giảng phúc âm thì Thánh Linh đang cáo trách người ta, những người chưa tin nhận Chúa. So when we preach the gospel, không phải do tôi và chị em giỏi để mà có thể làm chứng cho người ta tin Chúa. The Holy Spirit will come and nhưng do Đức Thánh sins. Linh cáo trách và người ta tin Chúa. They believe in Jesus Christ, thanks to the Holy Spirit. Vậy thì khi một người tin nhận Chúa rồi, so when a person is accepted Thánh Linh Jesus, còn cáo trách không? Bây giờ chúng ta sẽ xem. Chúng ta xem ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3. Second Corinthians chapter 3 từ câu 8 đến 12. Verse 8 to 12. Tôi xin đọc câu số 7 trước. Và chức vụ, nếu chức vụ bị sự chết, chạm chữ trên đá đã là vinh hiển lắm. Đến nỗi con cái Israel không có thể ngó trên mặt Môi-se vì có sự sáng láng trên mặt người giàu là tạm. Ở đây nói rằng là có một cái chức vụ gọi là chức vụ bị sự chết. So Bible says there was a missionary of death. Trong ánh sáng của Tân Ước, Phao-lô cho chúng ta thấy chức vụ bị sự chết đó thông qua Môi-se được gọi là luật pháp. And in the Bible, Paul said
It was through the laws of Moses. Trong ngày mà Đức Chúa Trời ban luật pháp cho Moses. The day that God gave Moses the Ten Commandments. Có 3,000 người chết. There was 3,000 people die. Chúng ta nhớ trước khi ban luật pháp có ai chết không? Before, có ai bị định tội không? Before the commandment, there was no one die. Cũng là những con người đó nhưng không hề bị định tội. Same person, but nhưng mà luật pháp vừa ban cho. But when they have the law, thì có 3,000 người chết. 3,000 die. Nhưng mà ân điển ban cho thì sao? But when the grace come, ngay khi ân điển được ban cho thì điều gì xảy ra? By the có time, bao nhiêu người được cứu ạ? By the time the grace came, 3,000 người được cứu. 3,000 were saved. Có một cái điều gì đó trùng hợp ngẫu nhiên phải không? This may be a coincidence here. Không. No. Luật pháp ban cho. The laws came. Chết. 3,000 died. Ân điển ban cho. The grace came. Sống. 3,000 live. Luật pháp ban cho. Chết. Ân điển ban cho. Sống. Die by the laws and live by the grace. Khi luật pháp ban cho thì gọi là chức vụ về sự chết. When the laws came, it was the missionary of. Kinh Thánh nói rằng cái chức vụ này nó là vinh hiển rồi. And Bible said this is a glorious mission. Đến nỗi dân sinh không thể nhìn được mặt của Môi-se. That so is so great that Israel cannot look into the face. Và Kinh Thánh cũng gọi cái sự sáng láng đó chỉ là tạm. But Bible says that glory is. Chúng ta đọc chung với nhau câu số 9. Only temporary. Chúng ta đọc câu số 8. Câu 8. Verse 8. Xin đọc cùng nhau. Phương chi chức vụ của Thánh Linh càng vinh hiển hơn biết bao. Chúng ta thấy ở đây có một sự so sánh giữa chức vụ của Môi-se và chức vụ Thánh Linh. There was a comparison between Moses and the Holy Spirit. Lúc đầu chúng ta đọc là gì? Ơn và lẽ thật bởi Chúa Jesus mà đến. So Bible said the grace came by Jesus Christ. Còn luật pháp ban cho bởi Môi-se. And the law came by Moses. Mà khi ban cho luật pháp thì chết. But the law came by the death. Nhưng Chúa Giêsu đến thì cứu. But when Jesus came, he saved us all. Người đàn bà phạm tội tại dâm bị bắt quả tang. Ngay khi những người Pharisee có mặt ở đó thì đòi giết người này. The woman, she was judgment. Nhưng những người Pharisee đi khỏi. By the Pharisee before thì Jesus. Thì người đàn bà này được Chúa Giêsu tha và được sống. But thanks to Jesus Christ, she was saved. Đó chính là cái sự khác biệt giữa luật pháp và ân điển. That's the difference between the law and the grace. Và chúng ta thấy ở trong câu số 8 này nói rằng là chức vụ của Thánh Linh. Verse 8, should we expect far greater glory when the Holy Spirit is in life? Nhìn thấy hai bức tranh đó này. Two picture. Đó là chức vụ của Moses. The missionary of Moses. Và chức vụ của Thánh Linh. And the Holy Spirit. Moses và Thánh Linh. Moses and the Holy Spirit. Chức vụ Moses được gọi là chức vụ gì? The missionary chức vụ of Moses chết. Is death. Nhưng mà chức vụ của Thánh Linh là chức vụ gì? But to the Holy Spirit is was. Chúng ta xem câu số 9. Verse 9. Vậy nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển thì chức vụ về sự công bình được vinh hiển hơn bộ phận. If the old covenant was which bring condemnation was chức vụ của Môi-se còn gọi là chức vụ sự chết và chức vụ định tội. So the missionary of Moses is condemnation. Nhưng chức vụ của Thánh Linh được gọi là chức vụ của sự sống và chức vụ công bình. But when we say to the Holy Spirit it was grateful faithfulness. Khi chúng ta tin nhận Chúa, ai ấn chứng trong lòng chúng ta để xin chúng ta là công bình? When we believe in Jesus Christ. Ai mà xem? Đức Thánh Linh. The Holy Spirit sự ấn chứng của Ngài cho chúng ta là gì? Đời đời. He stamped his life for us. Cho nên Phaolô nói được anh em đừng làm buồn Thánh Linh cho đến ngày ngày ấn chứng cho chúng ta đến ngày cuối cùng. So Bible said don't be upset the Holy Spirit. Như vậy Thánh Linh có ấn chứng trong lòng tôi và chị em chưa? So the Holy Spirit is Ngài sinh chúng ta là gì ạ? Ngài sinh ta là con của Đức Trời. He called us the Ngài kể chúng ta là gì ạ? The children. Công bình hay là không công bình ạ? Công bình. He called us faithful. Và sự công bình này có phải công bình theo luật pháp không? And it's not the faithful. Vậy thì sự công bình này là công bình gì? Bởi tin Chúa Giêsu. But by accepting Jesus. Tôi xin hỏi, ai là người đã tin Chúa Giêsu rồi sẽ đưa tay lên cùng tôi. Who has believed in Jesus? Tôi đưa hai tay luôn. I give you two. Tôi đưa thêm cái chân nữa. Both hands and legs. Amen. Amen. Vậy nếu mà chị em xác chứng mình tin Chúa Giêsu thì mình được có ấn chứng của Thánh Linh chưa? So when you believe in Jesus Christ, và you have the Holy Spirit. Sự ấn chứng này có tùy thuộc vào việc làm tốt của chị em không? It not depend on what you do. Vậy thì ấn chứng này tùy thuộc vào điều gì? Tin nơi Chúa Giêsu Christ. It depends on you when you believe in Jesus. Như vậy anh chị em có việc nói gì tôi được công bình bởi Chúa Giêsu. So you dare to say I live by the grace of Jesus. Đức Thánh Linh xưng tôi là công bình rồi. I am faithful according to the Holy Spirit. Chức vụ của Ngài trên tôi là Ngài xưng công bình cho tôi. His mission on me is faithful. Có giá chủ cứu huyết thì Đức Thánh Linh xưng là chúng ta công bình. The blood price already paid. Bây giờ đứng trước quan tòa có một người đứng ra bảo đảm rằng là gì? Tôi chết thay cho người này rồi. So if there's a witness that's người này đã trả giá hết rồi. Stand for us before the người này đã được đền tội rồi. He said that I'm free. Người này có cái ấn chứng công bình rồi. He is free. He is no more sins. Vậy bây giờ công tố viên có còn kiện cáo được nữa không? Kinh Thánh nói như thế này. The Bible says, ai có thể kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Who will be the judgment? Vì Đức Chúa Trời xưng người đó là công bình.
Ai lên án họ? Who judge you? Bởi vì có đấng cầu thai. But there was the one that already prayed. Cho nên ở đây chúng ta phải làm gì? Chúa Giêsu ngài đã chết thay và Thánh Linh xưng chúng ta là người tin Chúa là công bình. So, Jesus already died for us and the Holy Spirit said us that we believe in Jesus. Vậy thì cái sự cáo trách gọi là Thánh Linh cáo trách đó là gì vậy? So when the condemnation talk. Như hồi nãy chúng ta đọc ở trong sách Giăng nhất đoạn 3. Back in 1 John chapter 3. Câu 20, vì nếu lòng mình cáo trách mình. Chapter 3 verse 20. Lòng mình ở đây là cái gì anh chị em? Even if our heart condemn us. Rồi câu 21 thì nói sao? Vì bằng lòng mình không cáo trách. Như vậy lòng mình ở đây chính là gì? Đó là tâm trí sạch thật. But in verse 21 different if our conscience is clear. Bây giờ vai trò của Thánh Linh là xưng công bình, có phải ngày là lúc ngày xưng công bình lúc thì ngày phán xét không? So the Holy Spirit cannot. Lúc ngày xưng công bình lúc ngày định tội không? Talk. Kinh Thánh không có ghi lại như vậy. Bible doesn't say Holy Spirit. Nhưng chúng ta đã quá lâu đủ chúng ta đã áp đặt Thánh Linh một chức vụ mà không phải của ngài. We apply a mission that is not belong nhưng to the Holy Spirit. Anh và chị em hãy lắng nghe đây. Said this. Giả sử như con tôi chưa dạy nó, tôi chưa nhắc nhở nó. For example, my children, I haven't taught it yet. Trước khi nó phạm tội. Before they make sins. Tôi chưa dạy, tôi chưa nhắc nhở nó mà tôi đánh nó thì sao ạ? I just whip them without lesson. Tôi là một người cha gian ác. I'm not a good. Nhưng father. Tôi nói với con rồi, con nghe, cái này không được đụng đến. But I said to him, you con không được đụng đến, con được đụng đến là rất là nguy hiểm. You should not do that. Và con nói là dạ. And they say yes. Nhưng I mà sau đó thì sao? But after that, nó vẫn vi phạm. They still break the rules. Như vậy. Cái vai trò của người cha cần phải nhắc nhở của con mình hay là dạy con mình trước. So my mission is to teach them first. Chưa có một lần nào nếu chúng ta chưa được Thánh Linh nhắc nhở mà Chúa ngài xử phạt đâu. We will not be punished if we. Cho nên Thánh Linh luôn luôn nhắc chúng ta. So the Holy Spirit always remind us trước hay là sau phạm tội ạ? Trước hay là sau ạ? Còn sau khi phạm tội có tiếng nhắc nhở, đó là ai ạ? Lòng mình cáo trách mình, lòng mình lên án mình. The Holy Spirit will remind us before the sins. Khi tôi khám phá ra được điều này từ năm 2012. When I discovered this in 2012. Tôi mới thật sự tôi bước đi theo Chúa được tự do. From that time I walk with God freely. Thậm chí trước đây tôi cầu nguyện ăn năn chai đầu gối nhưng mà vẫn cứ ở trong tội lỗi. Back in the day I live on my knees like very. Chỉ có một cái là khéo léo phạm tội người ta không nhìn thấy thôi. Yes, I make sin, but without knowing that I make the sin. Nhưng mà cái đó là phải là khéo léo không? But that is not smart. Đó là tinh vi. Nhưng mà ai thấy anh chị em? But God see what. Ai thấy nữa? Ma quỷ thấy. And the devil also see. Cho nên khi tôi biết được rằng có một đấng xưng tôi là công bình. Until I realized that the Holy Spirit said me is faithful. Và tôi đến với Chúa là tôi được xưng công bình tuyệt đối. When I came to God, I am absolutely faithful. Bởi huyết của Chúa Jesus, tôi bước vào trong sự ca ngợi tôn vinh ngài. By the blood of Jesus, I'm walking. Tôi không phải đến với Chúa như là một tội nhân. I'm not walking like a sin. Một tội nhân khi đi vào quan tòa thì tội nhân đi như thế nào mà chém? Not walking like a sinner. Có phải đi ngang nhiên vậy không? I'm not walk confidently. Hay là đi như thế nào ạ? Walk timidly. Hai người có người kè hai bên. Có phải không? Nhưng mà khi quan tòa nói rằng là có người bảo lãnh rồi, tha bổng. But when the judge said you are free to go. Thì bây giờ tội nhân như thế nào ạ? The sinner become unsinned. Ngẩng cao đầu. Raise his hands up. Chào quan tòa, khỏe không? Hôm nào uống cà phê nha. Khi này giờ này tội nhân không còn sợ hãi nữa. So there's no scare or fear in vì the sin again. Tha bổng. Because the sin is gone. Nếu chúng ta biết mình được tha bổng trong Chúa Giêsu Christ. If we know that we are free by the blood of Jesus Christ. Anh chị em hoàn toàn được tự do. You are absolutely faithful and free. Như vậy trở lại ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhì. Back in 2 Corinthians. Chương 3. 2 Corinthians chapter 4. Thì anh chị em thấy như thế này. Câu số 9, vậy nếu chức vụ về sự định tội còn vinh hiển thì chức vụ công bình được vinh hiển hơn mọi phần. If the old covenant which bring condemnation was glorious, how much more glorious is the new one which made us. Như vậy đây là một cái sự thay thế. This is the replacement. Có chức vụ về định tội. This is the missionary of sins. Và có chức vụ về sự công bình. And the missionary of grace. Chức vụ định tội đem đến sự chết. The judgment bring death. Nhưng chức vụ công bình đem đến sự sống. But the grace give you the life. Chúng ta cùng nhau đọc câu số 10. Read together verse 10. Xin bắt đầu. Vả lại, cái điều được bồi hoàn. Hình như cái bản này dịch cái chỗ này đúng. Tôi sẽ đọc ở trong cái bản cũ như thế này, như này. Vả lại, cái điều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến đi bởi sự vinh hiển rất cao hơn của chức
vụ thứ nhì. Cái đây là đọc bồi hoàn trong chức vụ thứ nhất. Không. Bởi cái điều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến đi. Bởi vinh hiển rất cao hơn của chức vụ thứ nhì. Như vậy đây là một sự thay thế đúng không? So you see it is a replacement. Như vậy, chức vụ thứ nhất là gì? The first one. Là định tội và sự chết. It was judgment and death. Và chức vụ thứ nhì là gì? But the second one. Vinh hiển và sự công bình và sự sống. Glorious and life and faithfulness. Bây giờ cái chức vụ thứ nhì nó đến, nó thay thế cho chức vụ thứ nhất. So the second one replaced the first one. Kinh Thánh nói chức vụ thứ nhất biến đi hay là còn ở đó? Bible said the first one gone. Biến đi là thế nào anh chị em? It's gone. Khi chúng ta bật ánh đèn lên thì tất cả bóng tối nó đi đâu? For example, when we turn on the light, the dark is gone. Nó chạy mất. Disappear. Như vậy khi có sự xuất hiện của chức vụ thứ nhì. So when there is the second glory, thì cái vinh hiển của chức vụ thứ nhất biến đi. The glory of the first one. Kinh Thánh gọi cái vinh hiển của chức vụ thứ nhất đó, nó là gọi là gì? Nó là còn được vinh hiển mặc dầu nó đem đến sự chết. He said that the first one is gone. Nhưng là vinh hiển rồi. And bây giờ chức vụ thứ nhì là đem lại sự sống. And the second one bring life. Và sinh công bình. And faithfulness. Thì nó phải vinh hiển hơn. It will be more glorious than ever. Có sự xuất hiện của chức vụ thứ nhì. The appear of the second one. Chức vụ thứ nhất biến đi. The first one is gone. Đi ra chỗ khác. Go away. Có phải không? Just like that. Amen anh chị em. Amen. Nó biến đi là còn. It's gone. Định tội biến đi là còn. It's gone forever. Biến đi là còn à? Biến đi. It's gone. Vỗ tay ở bên cạnh đó là định tội biến rồi. Say to the person next to you. Chức vụ định tội biến rồi. The judgment is gone. Đá nó lại chỗ khác. Kick it away. Đạp nó dưới. Stand on it. Amen. Vì chức vụ sinh công bình đang có trong chúng tôi và anh chị em. Because the second one is for us. Như vậy cái gì lên bên Chúa anh em cho nó là con cảm ơn Chúa vì ngài con được xưng là công bình. And we thank God that we are. Nó không phải bởi việc làm của con. Not by my work. Cho nên tất cả tội nhân khi tin Chúa Giêsu đều lập tức được xưng là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Every sinner accepting Jesus is faithful. Đừng ai khoe mình là tôi công bình hơn người khác. Don't compare your faithfulness. Bởi vì sự công bình tuyệt đối đã có trong con và chị em. Because the absolute faithfulness is in you right now. Và khi mà càng bám chặt ở trong Chúa. And the more we holding in God. Trái của sự công bình sẽ tiếp tục ra. The spirit, the fruit of the spirit will become. Và càng ngày chúng ta càng giống Chúa Giêsu. And we became just like Jesus. Cho nên ở đây nói là gì? Cái chức vụ đầu tiên biến mất. So he said the first conversion is do sự hiện diện của chức vụ thứ nhì. Thanks to the second one. Nhiều khi chúng ta trước đây xài đèn dầu nó quen rồi. When we use the oil light. Chúng ta thích lắm vì có cái đèn leo lét này. Until we have the light on the phone. Nó soi tôi đi cũng đỡ lắm á. Yeah, it's very useful. Tôi biết anh chị em đã từng lái xe trong đêm mà mình chiếc bóng đèn xe của mình thì nó lu hơn bóng xe của người ta. Have you ever driving in the night and your light is nó bật đèn pha cái là mình không thấy đường luôn. They turn on a big one and your light is gone. Nhưng mà đôi khi chúng ta nghĩ rằng là ô dù sao có cái bóng đèn này cũng đỡ lắm rồi. And I said, oh, well, at least I have. Tôi đừng kể cho mà chị em nghe có một cái mục sư người Jarai. I give you for example, I a pastor in Jarai. Tôi nhớ là Giáng sinh năm 2017. Christmas 2017. Ông chở tôi đi để giảng Giáng sinh. He keep he ride. Đi vào trong làng mà không có đèn đường. Ride into the village with no light. Lúc mà đi á thì là còn trời còn sớm. Yeah, it was sáng. It was about afternoon when we ride. Đến khi giảng xong thì trở về thì trời tối. But after the preaching it was the night. Mà chạy trong cái làng như vậy không có đèn đường. Driving without the light. Ông lấy cái điện thoại cùi bắp của ông ra. And he take out his phone. Ông mở cái đèn lên. He turn on the light. Và ông cầm như vậy ông chạy xe. And one hand is driving and the other hand holding. Nói mục sư, cái đèn này sao mà thấy đường đi? And I asked, how can you do that? Ông nói đâu có cần thấy đèn thấy đường đi đâu mục sư. And he said, I don't need to see the way. Mình cứ chạy. Just drive. Người ta nhìn thấy mình, người ta tránh. They see the light and they will avoid me. Nghe cũng lý thú anh chị à. It makes sense though. Cảm tạ Chúa vì chúng ta đang ở trong giao ước mới. Thank God that we are in giao ước the new đó đem lại chúng ta những điều cực kỳ là phước hạnh. Give us the absolutely blessing. Giao ước mới hay là chức vụ của Thánh Linh luôn ở với chúng ta. The new trong câu tôi nhì đoạn 3 câu 11. We go to verse 11. Vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh hiển thay, phương chi là sự bên ở có vinh hiển sẽ có vinh hiển dường nào nữa. So if the old covenant which had been set aside was full of glory, then the new như vậy sự ấn chứng của Thánh Linh về sự công bình dành cho con và chị em là bền ở. So the glory of the second one is great, is far greater one. Chúng ta đọc chung câu 12. Please read together verse 12. Chúng ta cùng đọc. Vậy chúng ta có sự trông cậy dường ấy
nên được tự do. Được tự do và rất tự do khác nhau không ạ? Free is very free. What's the nghĩ giống chứ đâu khác đâu ạ? I see it's just like the same. Được tự do là như thế nào? You're free. Nhưng mà được rất tự do là như thế nào? But you're being very free. Ở đây tại sao chúng ta có được sự rất tự do? So what's the difference? Bởi vì chúng ta có hy vọng. Because very free. Hy vọng bởi ai? Hope. Bởi Chúa Giêsu và sự ấn chứng của Thánh Linh. The hope in Jesus Christ. Nếu đến với Chúa Trời lúc nào cũng Đức Chúa Trời canh à mày đến này ha. Bụp cho mày thấy. If you came to God and God always looking for your sins. Ở trước đây tôi nói thật mà chị em, chúng tôi học ở trong những cái trường phái gọi là trường phái luật pháp. Back in the day I study in different paths like. Hội thánh nhiều người tin Chúa đến thờ phượng Chúa. Like the path of law, yeah. Mà tôi giảng về luật pháp rất là hay luôn. I very great in teaching the law. Một cộng tóc trẻ làm 4 lần luôn. I split one hair into 4. Và tôi giảng rất là kỹ về 10 điều răn. And I teach very detailed. Tôi giảng tới điều răn thứ 5. But when I teach to the fifth commandment. Hội thánh từ 40 người còn có 12 người. The church from 40 down to 12. That's counting me. Và tôi nói như thế này, Chúa sàng lọc hội thánh. And I said God. Tại vì tôi muốn cho mọi người sống tốt. I want you to be good. Nhưng tôi lại lấy cái tiêu chuẩn của luật pháp để cho họ sống theo tiêu chuẩn đó. But I use the law that to be the standard of their life. Trong khi bản thân tôi sống cũng không được. But I did not live what I live up as I teach. Và Chúa đã mở mắt tôi về luật về ân điển. And God opened the eyes of me about the grace. Được gọi một cái tên cực kỳ là hay. I was but called by the great name. Đó là luật Thánh Linh sự sống. This is the law of the living Holy Spirit. Đó là luật Thánh Linh sự sống. The law of the living Spirit. Chúa đã bày tỏ cho tôi từ năm 2002 về lẽ thật này. God gave me the truth back in 2002. Nhưng tôi không hiểu anh chị. But I did not understand that. Cho đến 2012 tôi mới thật sự hiểu. But until 2012 I begin to understand that. Bây giờ tôi nói đến điều thứ hai, có thể chỉ điều thứ hai thôi là chúng ta hết giờ rồi. So right now we go to the second blessing. Đó là bước đi trong luật Thánh Linh sự sống. We did walk along with the laws of the living Spirit. Chúng ta trở lại ở trong Roma đoạn 8 câu số 2. Back in Romans chapter 8 verse 1 to 4. Chúng ta đọc cùng nhau câu kinh thánh này. Yeah, verse 2. Chúng ta cùng đọc. Amen. Amen. Ở đây Paulo dùng cái từ là luật Thánh Linh sự sống. Paul using the word the life-giving spirit. Vậy thế luật Thánh Linh sự sống là gì? The power of the life-giving spirit. Tôi đã tra cứu và tìm rất nhiều cái sự dạy dỗ về luật Thánh Linh sự sống. I saw doing some research about this. Tại vì tôi thấy một điều rằng là luật này là trong Chúa Giêsu được ban cho. Because I see that this was given in when you were nó when you were in tất Jesus. Cả các luật khác. It's different from the others. Và tôi không hiểu là luật Thánh Linh sự sống là gì. And I doesn't understand what it is. Làm sao tôi có được nó? How can I have it? Làm sao tôi bước đi được ở trong luật đó? How can I do as that law? Mà trong một lần nọ tôi đã đọc một cái quyển kinh thánh của một vị giáo sư này. So this time I read a different version of the Bible. Và ông đã giải nghĩa về luật Thánh Linh sự sống. And he explained what is life giving spirit. Mặc dù sự giải nghĩa rất là đơn giản nhưng nó rất là thấu đáo để tôi được giải phóng. It's simple but it's very clear. Ông định nghĩa luật Thánh Linh sự sống như sau. He defined the life giving spirit like this. Đó là luật Thánh Linh sự sống, đó là luật mà thông qua sự chết của Chúa Giêsu. He said it is the law that through the death of Jesus Christ. Để chuộc và giải phóng tôi. So that I can be saved. Ra khỏi luật của sự định tội và sự chết. And saved from the laws of judgment. Và khi tôi đọc cái định nghĩa này. When I read the definition. Tôi suy gẫm về định nghĩa này. I thought about it. Và tôi thấy có một cái năng lực thuộc linh rất mạnh ở trong tôi. And the spirit in me began to rise up. Tôi xin lặp lại cái định nghĩa như sau. Luật Thánh Linh sự sống. The law of the living spirit. Là luật thông qua sự cứu chuộc của Chúa Giêsu để giải phóng tôi ra khỏi luật định tội và luật của sự chết. From the law of judgment. Như vậy chúng ta thấy luật định tội và luật của sự chết là luật nào? Luật của Môi-se. So the law of judgment is the laws of Moses. Như vậy khi tôi tin Chúa Giêsu thì tôi đang ở trong luật nào? When I believe in Jesus, tôi còn ở trong luật của Môi-se đúng không? I'm no longer in Moses' law. Mặc dù luật của Môi-se là lời của Đức Chúa Trời. Although it's the law of God, không hề thay đổi. It's not changed. Nhưng bởi vì luật Thánh Linh sống cao hơn. But the life-giving Spirit law giao ước trong Christ là giao ước cao hơn. It's more glorious.
Trong Hebrew chương 10 nói rõ về điều này. Hebrew chapter 10. Rồi Hebrew đoạn 7 cũng nói. Hebrew chapter 7. Chức thầy tế lễ thay đổi thì luật cũng thay đổi. The laws will change from what you are. Như vậy thì chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta không phải bước đi trong luật pháp. So when we believe Jesus, we are not walk into the law. Nhưng chúng ta phải bước đi trong luật Thánh Linh sự sống. But we walk into the Nếu law anh em đã tin Chúa Giêsu mà vẫn bước đi trong luật pháp, if you still live by the law of Moses, để cho đó là tiêu chuẩn để được sự cứu rỗi, you give the law of Moses the standard of your life, tiêu chuẩn để xin công bình, the standard of everything you have, thì Phao-lô nói như thế nào? Paul said, mất ân điển, you will lose your grace, và lìa khỏi Đấng Christ, and you will leave Jesus Christ. Trong Galati chương 5, Galatians chapter 5, câu số 3 và câu số 4, verse 3 and 4, tôi lại reo cho mọi người chịu cắt bì rằng họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. If you try to find favor with God by being circumcised, anh em thải đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. You must obey all of the regulation in the whole việc mà law chúng ta chọn để lấy tiêu chuẩn của luật pháp làm tiêu chuẩn công bình và cứu rỗi. So if you use the law of Moses to be the standard of your life, nó không đơn thuần mà nó chính là tà giáo. It may become antichrist. Cho nên bất cứ ai đưa cho em một tiêu chuẩn là nhờ làm theo luật pháp mà được sự công bình thì anh chị em lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển. If whoever told you that live by vậy thì chúng ta được cứu là nhờ gì? Nhờ ân điển bởi đức tin. You will say that you will lose Jesus Christ. Vì cớ nếu con người sống công bình được thì sự chết của Jesus là vô ích. If you can live a faithfulness, nó không đơn thuần, nó không đơn thuần là sai, nhưng nó chính là tà giáo. It's maybe not wrong. Bởi vì nó không thể đem được sự cứu rỗi cho người ta. But it's not give you the salvation. Người công bình như Phao-lô, mà Phao-lô nói như thế nào anh chị em? Paul once says, tôi coi tất cả mọi sự lời đó như là gì? Sự lỗ. Tôi bỏ nó qua một bên hết. I consider để tôi được ai? Lost. Tôi được Đấng Christ. So that I can have Jesus Christ. Và Chúa Giêsu chính là quý nhất trong cuộc đời của chúng ta. And Jesus Christ is the most valuable. Nếu nói về sống theo sự công bình, chúng ta thua những người thầy tu. If you said I live by the law of Moses, maybe you is ngày hôm nay lower thầy tu gan nhãn lên ever. Trên mạng giảng những cái đạo lý, nhưng họ chối bỏ đi Chúa Trời. They just say their theology, but they họ không có nhờ ai Jesus để được cứu hết, họ chỉ nhờ chính họ thôi. They save themselves. Họ nhờ cái cọng tóc mà nó quăng để được cứu. Nhưng mà chúng ta nhờ cậy huyết của Chúa Jesus Christ để chúng ta được cứu. But we depend on the blood of the Jesus. Vậy thì luật pháp lên sự sống là gì vậy? So what is the life-giving spirit? Anh em có thắc mắc về điều này không? Are you wonder about anh em có muốn hiểu về nó không? Do you want to understand it? Tuần sau mình học nha. I will teach this next week. Tôi nhớ nhanh thôi. Luật pháp lên sự sống là gì? Chúng ta xem lời Chúa. Có ba cái cách gọi, ít nhất là ba cách gọi về luật pháp lên sự sống. There's three different ways to call the life-giving spirit. Cách thứ nhất gọi là luật tự do. The first one is freedom laws. The Gia cơ đoạn 1 câu 25. The laws of freedom. Gia cơ đoạn 1 câu 25. James chapter 1 verse 25. Chúng ta đọc cùng nhau. Xin bắt đầu. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Ở đây Phao-lô gọi, xin lỗi, Gia cơ gọi luật này là luật của sự tự do. James said it's the law of freedom. Cũng Gia cơ đoạn 2 câu số 12. James chapter 2 verse 12. Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp của sự tự do đón xét mình. So whenever you speak or whatever you do, remember that you'll be judged by the law of love. Và luật tự do này cũng Phao-lô xin lỗi, Gia cơ nói rằng là đó chính là luật thương xót. By the law of love. Hay là gọi là luật trọn vẹn. Which that's luật different. Pháp của Môi-se được gọi là luật pháp tôn trọng. The laws of Moses were called respect. Ở trong Gia cơ đoạn 2 câu 8. Thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng. James chapter 2 verse 8. Nhưng mà luật pháp của Môi-se không thể là luật tự do hay là luật trọn vẹn được. The laws of Moses is the law of respect. Bởi vì sự trọn vẹn chỉ có trong Chúa Giê-xu mà thôi. But it cannot be called the perfection because the perfection only in Jesus. Và sự thương xót thì thắng sự đón xét. And the mercy will win over judgment. Điều thứ hai, luật thánh linh sống còn gọi là luật của Đấng Christ.
And the second title of the life-giving spirit is chúng ta xem Cô Rinh Tô nhất đoạn 9. The Lord of Christ. First Corinthians. Cô Rinh Tô nhất đoạn 9 câu số 21. First Corinthians chapter 9 verse. Anh em đọc với tôi. Với những người không luật pháp, dầu đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không luật pháp. Vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ, song tôi cũng ở như người không luật pháp. Phaolô nói rằng tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ. Paul said I live under the law of Christ. Mà chị em còn nhớ khi Chúa Giêsu ngài còn đang chức vụ thì ngài tóm tắt luật pháp như sau. Jesus Christ he summarized the law when he in the missionary. Chúa nói tất cả luật pháp được gồm tóm trong cái điều. Jesus said all of the laws. Kính Chúa và yêu người. So just nhưng mà cái yêu người đó chính là luật thứ hai của Chúa Giêsu. So love God and love the others. Chúa nói ta ban cho ngươi một điều răn mới đó là ngươi yêu thương nhau. I give you a new rules. Như vậy luật của Đấng Christ là luật yêu thương. So the law of Jesus is the law of love. Và sứ đồ Phaolô đã nhắc lại cái điều này ở trong Roma đoạn 13 câu số 10. And Paul reminds us about this in Romans chapter 13 verse 10. Roma đoạn 13 câu 10. Roman chapter 13. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận và yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Love does no wrong to anyone. Và ông nói tất cả mọi luật đều nằm trong cái luật yêu thương này. Love satisfies all of God's requirement. Khi Chúa Giêsu ở trên thập tự giá và ngài tuyên bố một câu. When Jesus dies on the cross, he said this. Mọi sự được chọn. Everything is done. Có nghĩa là đó là sự hoàn tất để trả giá cho những người phạm ở dưới luật pháp. Which means the price have been fully paid. Bởi vì không một ai làm theo luật pháp mà được trọn vẹn được. Because no one can be saved by Jesus nói rằng ta đến không phải để phá luật pháp, nhưng ta đến để làm cho trọn. I did not came to break the rules but do as the rule. Cho nên luật của Thánh Linh sự sống còn gọi là luật tự do, luật của Đấng Christ hay là luật yêu thương. So three titles, the law of love, the law of freedom and the law of Jesus Christ. Và luật này giải phóng tôi khỏi sự định tội và sự chết. And this law set me free from the judgment. Đối với luật pháp thì một tội đã đón phạt rồi. According to Moses law, you break it all. Nhưng đối với ân điển thì sau nhiều tội thì được xưng là công bình. But by the grace when you redeem yourself, you will be faithful. Roma đoạn 5 câu 16. Roman chapter 5 verse 16. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì tôi và chị em là những tội nhân được yêu thương và tha thứ. So I'm grateful that we are the sinner that's been loved and forgiven. Nên chúng ta bắt đầu bước vào trong một đời sống biết ơn. So we step into the life of honor. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta việc lành để chúng ta làm theo. God prepared a great work for us to do on our life. Và luật pháp của Môi-se vẫn đang được sử dụng như thế nào? But the law of Moses is still being applied. Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu số 9. First Timothy chapter 1 verse 9. Xin đọc cùng nhau câu kinh thánh này. Timôthê nhất. First Timothy chapter 1 verse 9. À, xin lỗi mình. Rồi rồi, chúng ta đọc câu 8, câu 9 luôn, hai câu ạ. Yeah, chapter 1 verse 8 and 9. Xin bắt đầu. Và chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng. Và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là cho những kẻ trái luật pháp. Đây, ta dừng đó được rồi. Như vậy thì cái nói gì? Luật đó vẫn dùng cho tốt lành. But Bible said the law of Moses is still being used. Nhưng mà dành cho ai? But không dành cho người công bình. It's not using for the faithful. Vậy con bà xem là người công bình hay là kẻ loạn nghịch? It used for the rebellion. Chúng ta đã được Chúa Giêsu chuộc và được Thánh Linh ấn chứng là công bình. We have been paid the price. Như vậy chúng ta không ở dưới luật pháp. So we not live under the law. Chúng ta sống vượt trên luật pháp. We live above the law. Chúng ta không phải bị luật pháp điều khiển. We not controlled by the law. Nhưng chúng ta đắc thắng những gì luật pháp đòi hỏi. But we overwhelming the law. Và luật pháp được ban cho như thế nào? Galati đoạn 3 câu 19. Galatians chapter 3 verse 19. Vậy thì vì sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì cớ những sự phạm phép cho tới chừng nào người dòng dõi đến là người mà bởi lời hứa đã hứa cho. Luật pháp được ban cho bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. Why was the law given? Như vậy luật pháp được đặt thêm. So the law was given to show people how guilty they are. It's not the standard. Không phải là tiêu chuẩn được cứu. The law is not the standard to be saved. Nhưng mà đức tin và ân điển mới là tiêu chuẩn được cứu. But your faith. Thì ông bà chị em và tôi đã được Chúa
hoán đổi cho chúng ta chưa? So we been replacement with a new. Ngài đã đền tội cho tôi và chị em. He paid the price for us. Luật pháp luôn luôn đòi hỏi chúng ta làm đúng. Law, the laws always ask us to do nhưng the right thing. Chúa là đấng chết chịu chết cho chúng ta rồi. But we already have Jesus Christ. Và chúng ta bắt đầu được biến đổi từ bên trong. And we start to be khi hạt giống của Chúa ở bên trong. From the inside. Khi hạt giống của Chúa bên trong. When the seed of God Ngài in sẽ giúp chúng ta lớn lên. He will make us grow. Trái của sự công bình không phải bắt đầu từ bên ngoài. The fruits of faithfulness not from the outside. Mà nó bắt đầu từ bên trong. It starts from your inside. Bởi Đấng Christ. By và Jesus quyền Christ. Năng của Thánh Linh sự sống. And the power làm of the cho chúng ta có trái của sự công bình. Make us the fruit of faithfulness. Khi chúng ta yêu thương một người nào đó. When we love someone. Mà cái người đó khó ưa. But they are hateful though. Nhìn cái mặt đeo cái kiến giống tôi là không thích rồi. We hate everything that belongs to them. Nhưng mà bởi Đấng Christ. But thanks to Christ. Ở bên trong tôi. My inside. Biến đổi tôi. Turn me around. Và tôi có thể yêu thương tất cả mọi người. Change me so that I can kể love cả người everyone. Đã ghét tôi. Even my enemies. Kể người đã thù mình. Even my neighbors. Kể cả người đó hại mình. The one that hate kể me. Kể cả người đó chửi mình. Even the one that harmed me. Tại vì sao? Why is that? Bởi vì có một đấng đã tha thứ tôi và yêu tôi đời đời. Because I have been forgiven by one loving God. Vì vậy, luật của Thánh Linh sẽ sống. So the law of the living spirit. Giải phóng tôi được tự do. Release me free. Khỏi luật của sự tội. Release me from the judgment. Và sự chết. And the death. Tôi chúc phước trong bà chị em trong danh của Chúa Giêsu. I bless you all in the name of Jesus. Bà chị em được bước đi một cách tự do trong quyền năng của Thánh Linh. You walk freely in the spirit. Khi nắm chắc hiểu luật này. When you understand this law. Ông bà chị em bước đi với Chúa cực kỳ mạnh mẽ. You will walk with God strongly. Và rất dễ để chúng ta có thể tha thứ và yêu thương người khác. And we can be forgiven. Bởi vì chúng ta không còn sự chết ở bên trong nữa. Because there's no death. Mà chúng ta có sự sống thật của thiên đàng đang ở trong tôi bà chị em. Then we have the true living life with God. Chào mừng những thành viên của vương quốc thiên đàng của sự sống. Welcome the new. Hallelujah. Heaven. Mời các anh Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy nói với người bên cạnh của mình rằng gì? Cảm ơn Chúa vì tôi và chị em là thành viên là công dân của vương quốc thiên đàng. Thank God for everything. Là người có Thánh Linh sự sống đang ở bên trong. Thank God for the living spirit. Hãy bước đi bằng luật của Thánh Linh sự sống. Walk by the law of the spirit. Tất cả tiếng nói đền tội phải biến mất ra khỏi cuộc đời của chúng ta. All the judgment is gone. Tất cả những linh của sự chết ra khỏi chúng ta. All the death is gone. Mọi lời của sự chết phải ra khỏi chúng ta. Every word of death is gone. Nhưng lời sự sống liên tục ra khỏi đời sống của mình. But the living word came out from để gieo ra sự sống của Chúa. So that we can spread. Và mỗi một gospel. Ngày bước đi đem lại sự sống sung mãn. And we walk every day. Dù cho 2024 này. In 2024. Ngày mùng 1, mùng 2 đã có động đất và đói kém. Even though there was earthquake and disaster. Nhưng những người bước đi trong luật của Thánh Linh sự sống. But when we live by the thì dầu cho đi trong trùng bông chết. There's nothing cũng làm cho trùng đó có mặt. We'll năm nay là ông bà chị em sẽ nhận được phước của Chúa. You will have your blessing. Cho dẫu người ta nói nghịch lại bà chị em. No matter what they say. Nhưng Chúa không bao giờ nói nghịch với bà chị em. God is with you. Cho dẫu người ta rủa sáng bà chị em. Even though they. Liệu Chúa là đấng ban phước cho bà chị em. But God bless you. Amen. Amen. Hãy công bố luật của Thánh Linh sống ở trên tôi bà chị em suốt cả cuộc đời của chúng ta. Declare for your new years. Amen. Amen. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa bà chị em. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Xin mời bà chị em chúng ta đồng đứng lên. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.